Hello, Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Ngày hôm nay bên em lại về được một số những dòng đồng hồ và những hộp đồng hồ hộp xoay Tích Cốt nha. Đó, thì đây em về được mấy con mấy cái rồi bác, mấy mẫu rồi. Nó đang về thêm nữa, lô sau nó về thêm nữa nhé. Về được mấy mẫu rồi bác nha. Mẫu lớn có, nhỏ có nha. Thì nói chung là các bác hỏi em ấy, là hàng này thì nó sản xuất ở đâu, thì nói chung là những cái hàng này đều là China sản xuất hết rồi bác nha. Đấy. Còn có bác hỏi là hàng pha hàng Việt Nam sản xuất, nó thưa rằng các bác luôn, Việt Nam không có cửa sản xuất những cái thứ này nha. Đấy. Cho dù có Việt Nam sản xuất đây thì cái giá thành nó cực kỳ là cao luôn, chứ nó không bao giờ thấp đâu. Nên là những cái hàng này là chỉ có hàng China thôi, những hàng mới này. Về được là 4 hộp nha, 4 hộp. 4 hộp được 3 mẫu thì chắc tầm ngày mai ngày mốt thì nó về thêm nữa. Về thêm mấy mẫu nữa nhá. Đây, về thì còn nguyên nguyên đai nguyên kỹ như thế này nha bác, nguyên hộp nha. Để ra thì nó có ổ khóa này, dây rồi rác số bảo hành gì từ lưa này. Hãng nó là hãng Zwin nha bác nha. Đấy, Zwin. Cái này là thương hiệu của thằng Zwin, là thương hiệu của thằng Đức á. Thương hiệu của Đức. Rồi, hộp công tắc, hộp cục sạc nguồn này. Đấy. Đấy, tháo ra cho bác xem này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như thế này nha. Đấy, hộp Tích Cốt đồng hồ nha. Tích Cốt đồng hồ. Em gửi vài mẫu mới cho bác. Thì em quay sơ em lên cho bác xem mấy mẫu mới thôi nha, chứ còn em sẽ quay chi tiết từng cái ở video sau. Đấy. Quay chi tiết và báo giá sau nha. Này là báo giá, báo hàng về cho bác để các bác nào cần thì lựa chọn thôi. Chứ còn quay thì nó mất thời gian, để một mình mà tháo hết cái này ra quay thì nó cực kỳ là mất thời gian nha bác. À, một tay tay làm tay quay cực kỳ là khó nhé. Đấy, đây bác. Đây, đó, có thấy là đẹp chưa? Đây này, đó, về là còn nguyên như thế này. Rất đẹp nhé, này có ô khó này. Đấy, giờ này có khó nhé, dùng Zwin nhé. Quá đẹp luôn bác, cực kỳ sang này. Nội thất nó là nội thất da nha. Hộp xoay là hộp xoay nối nha. Hộp xoay nối nha bác nha. 4 chế độ điều chỉnh điều chỉnh xoay này, công tắc đèn này. Đấy. Con này là 4 xoay và 6 tĩnh nha. 2 4 6 6 tĩnh. Đó. Gối nó đến là cao su non nha, cao su non rất là êm. Đó. Quá đẹp luôn các bác, cực đẹp nha. Con này thì có chế độ là tạm ngừng khi mới lên nha. Thì mở nắp này. Này là gỗ bóng piano nha bác nhé, gỗ xương bóng piano. Bác hỏi gỗ đó gỗ gì thì thưa với các bác rằng đây là gỗ ép thôi, chứ không phải là gỗ tự nhiên đâu. Đó là nè. Bác lưu ý nha. Đấy, công tắc nguồn này, nút sạc này. Đấy, quá đẹp. Hoàn hảo nha. Bóng piano. Cực đẹp luôn bác. Con này thì được 10 chiếc đồng hồ. 10 chiếc đồng hồ nha. Cái nội thất nó là cực kỳ là sáng, bác nhìn. Nhìn nội thất nó sáng tròn. Quá đẹp. Nấm xoay chỉnh. Nội thất nó là nội thất da. Nội thất da nha. Quá đẹp nha bác. Đây em báo giá kích thước cho bác sau đi nha. Đấy. Rồi em lên tiếp cái mẫu thứ hai này. Mẫu này thì nó em nói nó cùng với mẫu kia, cái này thì nó giống cái kia thôi. Mẫu này lớn hơn này. Đấy. Thì đây thì chúng ta cũng sẽ có khóa, số thẻ bảo hành, khăn lau và adapter AC nguồn. Xem. Đó, mẫu đây. Mẫu
mẫu này thì lớn hơn nha, lớn hơn cho tất cả bác nào thích, bác nào nhiều đồng hồ thích mẫu lớn đấy. Thì các bác chơi đồng hồ cố bác biết rồi, thì các bác nhiều bác thì chơi tới mấy chục con đó. Thú chơi đồng hồ nó cũng giống như là những chơi chim, chơi chim chim cá cánh rồi bác đấy, chơi đồ cố thì nó không vậy. Khi mình muốn sở hữu mọi thứ là một ít nha bác nha. Rồi các bác đợi em tí, em lấy ra luôn cho các bác xem. Đây các bác, đây này, đó, còn nguyên nha, rất là đẹp nha, bóng piano này. Bóng piano nha bác nha, đẹp xuất sắc, này khó, có khó rồi, mơ khó. Đấy, mơ khó rồi này, đó ra, quá đẹp chưa? Con này là xây xây nối luôn nha. Con này là 246 xây và 246 bảy tỉnh, 6 xây 7 tỉnh nha. 7 tỉnh nha bác nha. Nó lập cực đẹp luôn bác. Này thì các bác nào muốn các bác nào nhiều đồng hồ. Đấy, nhiều đồng hồ nha. Xây 3 xây riêng độc lập cho 30 nha. Nội thất là nội thất da luôn. Đẹp xuất sắc. Nguyên hộp. Quá đẹp quá. Vừa báo quán được đồng hồ, vừa trưng bày sang trọng nha bác nhé, trưng bày sang trọng. À, các bác này, chứ còn đến ở phòng khách, bác đến lên, đó, khách họ tới họ xem đồng hồ, họ xem hộp đồng hồ thì cũng cực kỳ là sang trọng này. Đấy, quá đẹp nha. Rồi tiếp tục em lên cũng khui một mẫu như thế này, nhưng mà mẫu nó là mẫu gỗ lạng nha bác nhé, mẫu gỗ lạng nó giống nó cũng là một xây, nó cũng là 6 xây 7 tỉnh, nhưng mà mẫu gỗ lạng nha, em lên mẫu gỗ lạng cho bác xem. Đây là bác nha, mẫu gỗ lạng này đây. Nó cực kỳ là sang luôn. Đấy. Mẫu này thì không có chơi vào đâu được quá. Đây, cho bác nhìn cái mẫu gỗ lạng này. Đó. Thì em đây thì em nhập cái mẫu này là hai mẫu, một mẫu là đen bóng với mẫu gỗ lạng này. Thì để các bác nào thích chơi thì chơi, hai mẫu này cái giá thành nó khác nhau nha. Mẫu gỗ lạng này, các bác nhìn qua gỗ này, đó, nhìn nó cực đẹp, cực sang cho bác nào thích gỗ. Đó, con này cũng khó rồi, mới khó. Cực đẹp, cực sang nha. Có khó nha bác nha, dòng này cũng G-Wing luôn nha bác nha. Đấy. Quá đẹp các bác. Gọi là xúc xích. Sang, cực sang luôn. Nha. Xúc xích nha. Con này là ní, nội thất nó là nội thất ní, không phải da nha bác nhá. Gỗ lạng và nó là ní. Đó, gối nó gỗ ní. Gỗ ní chứ không phải là da. Đó. Giá thành thì con này nó cao hơn tiền hơn cái con đen này nha. Nên là các bác lưu ý nha. Đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời em mới chơi luôn. Đó, các bác nào chốt thì alo em, giá thì chưa tới 5 triệu đâu, chưa tới 5 triệu nha, các bác lưu ý. Đấy, những con này là nó quá chất luôn. Đấy, giá thì em sẽ báo sau cho các bác nha. Các bác cái thích cái mẫu nào á thì alo cho em báo giá sau cho bác và báo giá kích thước luôn. Đó, những con này thì nó nhỏ gọn thôi. Còn cái mẫu mà các bác ít hơn muốn 6 đồng hồ hoặc là 5 đồng hồ thì bên em có kia nha. Mẫu nhỏ. Thì,
ngày mai ngày mốt thì nó có về thêm một hai mẫu nữa thì em sẽ quay lên cho bác sau đấy. Rồi ok, bác chốt thì nhấc máy alo cho em hoặc là kết bạn Zalo, Facebook qua solo 707 nhé. Rồi thì hôm nay em cũng về được một vài con đồng hồ này đấy, em về cho bác là một con Long Zing cơ cốt này, phom tăng đấy, con này là phom tăng cực móng này bác nhé, con này là hàng thụy sĩ, hàng thụy sĩ nha, hàng chúng thụy sĩ đấy, logo nấm Zing nha, dòng cơ cốt phom tăng cực đẹp, siêu móng luôn, con này lên tay rất đẹp nha bác nhé, lên tay cực kỳ là đẹp luôn đó. Hàng bên em tí chọn các bác yên tâm này, mặt nó là khối chê luôn, logo Long Zing phom tăng nha. Đấy, đấy, con này size nó là size 30 nhân cho 39, 30 là chiều ngang này, chưa tính nấm này, 39 là từ càng này qua càng này là tính cả càng đấy. Hôm này là phom lớn rồi nha bác, phom lớn của cô dòng phom tăng đó. Em lên cho bác một bộ dây cổ điển luôn này, rất đẹp này đấy, rất phù hợp với con tăng này luôn. Con này thì giá em để bác 5 triệu 3 thôi nha, 5 triệu 300 Long Zing, Long Zing giá chỉ có 5 triệu 300. Có là chốt con này thì alo alo cho em này, Long Zing nha. Rồi lên cho bác là một con Rado 30G dòng Daymaster, con này em lên cho bác là một bộ dây thép này, một bộ dây thép đồng bi cực đẹp nha. À cũng có nhìn này, có bác nào yêu thích dòng Rado này lên bộ dây thép quá đẹp luôn. Dây này là dây theo máy theo cái đồng hồ khác về nha, chứ không phải là dây của Rado nha, dây này không phải dây riêng Rado. Dây này em thay vào thôi, lên một bộ nó vừa ôm khít đấy, vừa ôm khít cái đầu càng và thân máy của Rado luôn đấy. Nếu mà dòng thật ra những dòng Rado á, những dòng Rado thì các bác chơi dây thép như thế này là đúng rồi, mới đúng kiểu của nó nha, đúng kiểu nó đúng chất ra đồ. Lên tay là bao đẹp luôn, mắt lên tay là cực đẹp luôn nha, ra đồ. Con này là dòng Daymaster 30G chạy máy tính bu vàng đó, máy tính bu vàng dòng Swift Max 2 lịch, lịch cười góc 6 giờ là thượng và lịch góc 3 giờ lịch ngày lịch đó nhé, và kính này có lúc đấy. Dòng này dòng SS cực đẹp, cực đẹp nha bác nhé. Con này thì em đưa bác giá 5 triệu 3 nha, 5 triệu 300 tặng cho bác một bộ dây da. Các bác vừa không thích dây thép thì sử dụng dây da đấy, 5 triệu 3 em tặng cho một bộ dây da nha. Rồi lên cho bác con Enica này, con Enica 25G mặt cực đẹp nha, mặt xanh trắng này đấy, cực đẹp, một lịch góc 3 giờ, con này là quá đẹp đấy. Nút vàng còn rất đẹp nha, chân càng nhện đấy, đáy rét nha, đáy rét nha bác nha. Enica cái đáy này thì cái chỗ cậy nắp này nó có hơi lấm tấm tí này, chỗ này là chỗ cậy nắp nha bác nhé, nên là nó theo thời gian này nó không còn nguyên vẹn cái chỗ này này, nên là con này em sẽ bán giá nó tốt hơn. Nước vàng cũng đẹp nha, mặt cực đẹp này, con này đời cao 25G nha, mặt nó là một lịch góc 3 giờ, Enica Squid. Con này thì em sẽ đưa bác giá là 3 triệu 300, 3 triệu 3 nha bác nhé. Bác nào chốt con này alo em, con này size nó là size như là size 35 thì khoảng, size 35 năm nha, size 35 năm, 3 triệu 300. Size 35 năm, 3 triệu 3 nha bác nhé, giá rất rẻ, một con cơ thủy sĩ nha. Ba triệu 300 nha, còn Enica đấy,
lên cho bác một con mạch huyết này, con này là con Juvenia, Juvenia mạch huyết nha bác nha. Đó. Vàng đẹp nha, đây vàng đẹp nha bác nha. Đấy, Juvenia mạch huyết này, con này có thể sấy luôn này. Đó, logo nấm dinh này, con này bọc vàng toàn thân, bọc vàng toàn thân, vàng đẹp cực đẹp luôn. Đấy, Juvenia mạch huyết kim cọc vàng quá đẹp. Con này size nó là size 35, size 35 nha. Con này thì 4.500.000, 4.500.000 nha. Size 35, 4.500.000 Juvenia quá đẹp nha. Đó. Mạch huyết em rất là nhiều nha bác nha. Mạch huyết đang còn một con, hai con, ba con, bốn con nha. Bốn con mạch huyết. Đây, có một con này thì nó phải gọi là đẹp xuất sắc. Có một anh khách anh chốt con này phải gọi là chốt 3 lần rồi. 3 lần rồi mà chưa chốt được con này. Chiều nay cũng gọi chốt con này rồi mà sau đó thì đã hủy kết bạn rồi, hủy kết bạn là chặn rồi, nhắn tin cũng được nữa. Đó. Thì anh không nói thật thì khách các bác không mua được thì các bác sau này các bác mua thôi, đâu đến nỗi gì mà các bác phải đi hủy kết bạn rồi chặn tin nhắn làm gì đâu. Đấy. Nên là các bác nào mua được thì mua, mua không được thì để cho người khác thôi, còn hàng đẹp mà đó, đâu có vội vàng gì. Đấy. Này à, quá đẹp nha, con Senko Crown bọc vàng toàn thân nha bác, như con cơ cốt mạch huyết kim cọc vàng nối nha. Đó, dòng này 21G Senko Crown, con này size nó size lớn luôn, nhưng size 37 nha bác nha, size 37, nước vàng là khối chê, nước vàng là không có mòn tí nào hết, không mòn vàng tí nào từ chân cạnh cho đến nền nền càng đáy này. Đấy, các bác nhìn nắp đáy như thế này thì các bác biết rồi. Đó. Con này thì size 37 em để các bác giá là 4.700.000 nha. 4.700.000, size 37 là size lớn rồi các bác. 4.700.000 nha. Ok, rồi. Thì em lên cho bác vài con đồng hồ như vậy thôi. Thì em xin phép kết thúc video tại đây nha. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác cứ việc liên hệ cho cô qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Đấy, các bác mua hộp xoay đồng hồ thì alo cho em nha. Hộp xoay đồng hồ. Cái hộp này thì có giá là 2.200.000 này, hộp này 1.700.000 này. Còn mấy hộp lớn mà bên em vừa mới về đây thì em sẽ báo giá sau cho các bác ở video sau nha. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở video lần sau nha.